Sơn xin chào tất cả mọi người nha. Sơn chúc tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ nha. Thì hôm nay Sơn sẽ mang cái con diều Song Vân này mọi người, 1m32, để ra thả nha. Thì Sơn không biết thì nó có bay được hay không, nhưng mà Sơn hy vọng là nó sẽ bay nhá mọi người. Với là hôm nay trời khá là gió, khá là đẹp luôn mọi người ạ, khá là đều. Thì nói chung là mọi người xem video của Sơn, mọi người chịu khó xem cho Sơn hết video để Sơn được tương tác nó tăng lên nhé mọi người. Thì Sơn hy vọng là mọi người sẽ xem hết video và ủng hộ Sơn thật nhiều nha. Thì bây giờ Sơn sẽ mặc áo và đi ra để thả diều nhé mọi người. Sơn sẽ mang ra khu vực này thả nhé mọi người. Gió khá là đều luôn đó mọi người ạ. Thì Sơn thì cho lên một mình nhé mọi người. Hy vọng là nó sẽ lên, và lên rồi thì Sơn sẽ quay cho mọi người cùng xem. Tại vì là Sơn cho lên một mình nó hơi khó á. Gió khá là đều luôn mọi người. Thì bây giờ Sơn sẽ cho diều lên nha. Cái con diều này của Sơn là nó không lên được mọi người ạ. Để mọi người biết sao mà nó không lên được mọi người. Thì do là Sơn làm cái vải này á, nó kiểu là nó không được vặn như mấy cái vải kia. Tại vì cái này là bằng da dứa mọi người. Khi mà Sơn kéo căng ra nó khá là mỏng, nó hứng gió, nó không được đều và nó không lên được luôn mọi người. Thì nó cũng không cao và nó cũng không đâm lên và nó rớt xuống, và nó không đâm lên được luôn. Nếu như mà đâm lên mà rớt xuống thì đang có thể là khắc phục được, chứ đây nó không lên được luôn mọi người. Tại vì hướng lực và hứng gió nó khá là yếu. Tại vì hôm nay gió khá là đều mà con diều này hướng gió nó khá là yếu, thì Sơn phải là tháo cái lớp vải này ra mọi người ạ. Thì Sơn chạy ở ngoài nãy đến giờ để cho nó lên mà nó không lên được, toát hết mồ hôi luôn mọi người. Trời thì rất là nắng nữa, thì Sơn muốn thả là để Sơn quay cho mọi người xem mà không được thì có thể là Sơn phải tháo cái vải này ra và Sơn dán lại bằng ni lông mọi người ạ. Sơn dán lại ni lông và Sơn sẽ quay cho mọi người xem nha. Thì bây giờ Sơn sẽ xé vải ra đó mọi người. Sơn cũng đã lấy hết vải ra rồi nhá mọi người. Thì bây giờ Sơn sẽ đi kiếm một tấm ni lông để thả nha. Với là đây cũng là một bài học cho Sơn là không nên làm bằng vải ga đệm mọi người ạ. Mọi người nhìn này, có thể là nhìn xuyên qua được bên kia, với là nó không được, nó không kín như kiểu mấy vải kia, nó khá là mỏng. Với là nó cũng nặng. Tại vì là cái vải này có sự đàn hồi á mọi người. Thì nó không được kín gió, nó hứng gió nó không được nhiều mọi người, nó hứng gió được một ít nên là cái gì nó không lên được. Thì bây giờ Sơn sẽ kiếm một cái tấm ni lông để Sơn dán lại nhá mọi người. Trời hôm nay gió khá là đẹp luôn mọi người ạ, gió khá là đều luôn mà con diều của Sơn nó lại không lên được, là do Sơn tưởng đâu là nó do Sơn làm sai, nhưng mà Sơn xem lại cái tấm vải á mọi người, nó mỏng quá nên là nó không lên được. Thì là cái vải này là không nên làm diều được mọi người ạ. Thì bây giờ Sơn sẽ tiếp tục kiếm một cái tấm ni lông để Sơn làm lại cái con diều này. Trời hôm nay mà thả diều là khá là đẹp luôn mọi người. Thì bây giờ Sơn sẽ đi kiếm tấm ni lông nhé mọi người. Sơn cũng đã kiếm được tấm ni lông như thế này rồi nhé mọi người. Thì Sơn cũng kẹp lên để Sơn lấy kéo Sơn cắt đó mọi người. Thì Sơn vào cắt đó mọi người ạ. Để Sơn lấy kéo ra Sơn cắt, với là hồi hai cái đuôi á, Sơn sẽ dính ni lông bằng cái túi bóng màu khác nhau đó mọi người. Để cho khi mà Sơn thả diều nó lên trên á, cho nó dễ nhìn mọi người ạ. Tại vì hôm nay trời khá là xanh mà, thả diều trong suốt này lên hồi nó đi tìm diều, không biết diều mình nằm ở đâu nữa cơ mọi người. Thì việc đầu tiên thì Sơn vẫn phải là cắt ni lông ra hết đã nhá mọi người, cắt cho nó bằng bằng đấy đó. Thì Sơn sẽ tiến hành cắt luôn nha. Sơn cũng đã cắt xong hết rồi nhá mọi người. Thì
Thì bây giờ Sơn sẽ tiến hành dán keo con chó nhá mọi người. Keo con chó, nhưng mà tên bìa là keo con rồng vàng. Thì bây giờ Sơn sẽ tiến hành dán luôn nha. Sơn cũng đã dán xong rồi nhá mọi người. Thì còn hai cái đuôi nữa thôi mọi người ạ, hai cái đuôi của sóng vân nữa là hoàn thành mọi người ạ. Sơn cũng đã buộc dây lèo vô luôn rồi. Thì cái dây lèo này là Sơn cũng buộc giống như vừa qua thôi mọi người. Thì bây giờ Sơn sẽ nói lại cho mọi người cùng biết luôn nhá. Những ai chưa xem clip trước của Sơn thì Sơn sẽ nói lại luôn. Thì hai bên này là Sơn đo là 10 cm mọi người. Từ đoạn này sang đây là 10 cm, từ đây sang đây là 10 cm. Là mới đầu là Sơn lấy hai bên là bằng ở giữa tâm này mọi người, nhưng mà kiểu là Sơn lấy lệch quá nên là thế là khi mà Sơn lấy lệch quá, tại vì là Sơn không đo để một đoạn để buộc các mọi người, thế là nó lên tận trên này. Thường thường là Sơn cứ đến ở giữa đấy mọi người này, đó, và cái dây ở giữa đây để Sơn lấy này ra đó. Thì cái cục này là không phải đâu nhá mọi người, cái cục Sơn buộc có cái cây đây là không phải. Cái đoạn ở giữa đây là Sơn đo bằng 3 cái bụng diều thôi mọi người, 3 cái bụng diều này. Và Sơn buộc thắt nút ở trên này là buộc giống như thế này mọi người này. Đây, 3 cái bụng diều là mọi người buộc thắt nút đây cái, và mọi người buộc dưới này cái thôi là được. Là cái đoạn này thì cái đoạn mà Sơn buộc cái cây này là không phải đâu nhá. Cái này là cái riêng á. Đây là cái dây lèo thì Sơn vẫn buộc giống như buộc qua mọi người. Đây là cái đoạn này thì Sơn dán nó không được căng lắm mọi người. Thì bữa nay Sơn dán lại thì nói chung là cũng không được đều và không được đẹp bằng cái vải được mọi người ạ. Nhưng mà không sao mọi người. Thì tí nữa Sơn có thể là, một là Sơn sẽ lấy một ít băng keo để Sơn dán đó mọi người. Không thì Sơn phải dán hai cái đuôi này màu khác nhau này mọi người. Băng keo Sơn dán lên đây hình chữ X á, để cho khi mà Sơn thả lên thì cho biết cái diều của mình đang nằm ở đâu nha. Với là hai cái đuôi này thì tí nữa Sơn sẽ lấy hai cái túi bóng mi lông khác màu nha mọi người. Thì bây giờ có thể là Sơn vào kiếm đã nha. Sơn cũng đã lấy được hai cái túi bóng rồi nha mọi người. Đây mọi người, cho nó hai màu hai bên luôn mọi người. Thì có thể là Sơn cắt túi bóng và Sơn sẽ dán vô. Thì màu này hơi nhạt, có thể là lên trời nó cũng hơi khó thấy mọi người này. Màu này thì nên đỡ. Sơn cắt túi bóng và Sơn dán vô xong rồi là trời gió cũng lặng rồi mọi người. Tại vì là trời cũng đang chuyển sang mưa mọi người. Gió nó hơi lặng một tí. Thì có thể là Sơn cắt ra và Sơn dán xong rồi Sơn lại quay cho mọi người cùng xem nha. Thì bây giờ Sơn tiếp tục vào công việc dán thôi mọi người. Sơn cũng đã dính hai cái đuôi xong rồi nhá mọi người. Và gió cũng đã về lại rồi. Và con diều song vân Sơn đã đổi dàn áo mọi người, chuyển sang mi lông và cục dây Sơn sẽ mang ra để thả nhá. Thì bây giờ có thể là gió khá là to mọi người ạ, tại vì trời đang chuyển mưa nên gió khá là to. Thì bây giờ Sơn sẽ mang ra thả và khi nào mà bay được thì Sơn sẽ lại quay cho mọi người xem. Sơn cũng đã mang ra ngoài đồng thả rồi nhá mọi người. Thì đợi cho gió nó to lên cái là Sơn sẽ cho nó lên. Tại vì là gió trời đang chuyển mưa, có thể là một là ngưng gió, hai là gió to hơn mà đây. Trời, gió nó yếu mọi người ạ. Nói chung là con diều này nó nhỏ nữa mọi người, cũng dễ lên thôi. Và Sơn cũng đã mang ra cánh đồng hoang man bát ngát. Và gió trên khá là to mà bên dưới sao nó nhỏ thế mọi người. Cực
kỳ dễ lên luôn mọi người. Nhưng mà kiểu là chưa có gió nên thì đợi Sơn cho nó lên đã rồi là Sơn sẽ quay cho mọi người cùng xem nha. Sơn cũng đã cho con diều song vân này lên rồi nhá mọi người. Bay cực kỳ chiến luôn mọi người ạ. Bay khá là thẳng luôn. Với là Sơn đang cho nó tự kéo dây mọi người. Nói chung là con diều này kéo khỏe như 1m6 của Sơn làm bằng keo dính nhá mọi người. Không biết nó nằm đâu rồi biết. Khó thấy quá mọi người ạ. Sơn zoom lại nha. Đây mọi người. Sơn zoom lên này. Dễ thấy. Khó thấy quá. Tại vì là Sơn thả nhiều dây quá mọi người nên là hơi khó thấy. Thì con diều song vân này của Sơn thì đã hoàn thành rồi nhá mọi người. Và thành công với bộ áo mới mọi người ạ. Bộ áo cũ thì nó không lên đều. Nó không phải là lên không lên đều mà nó không được. Để Sơn zoom lại cho mọi người dễ thấy. Bộ áo cũ của nó là không được hứng gió nhiều mọi người nên là nó không lên được. Thì Sơn đã thay bộ áo mới, nó lên khá là đều. Và bây giờ mọi người cùng Sơn thả diều song vân nha. Sơn thì cũng đã thành công với bộ áo mới của con diều song vân 1m32 này rồi nhá mọi người. 1m32 bộ áo mới là bằng mi lông mọi người ạ. Thì cái bộ áo của con diều này bằng vải thì Sơn đã tháo nó ra và đã bỏ lên nhá mọi người. Thì vì cái bộ áo ấy nó không được hứng gió nhiều á mọi người nên là Sơn phải bỏ đi. Và Sơn đã thành công với con diều song vân này rồi nha. Thì clip của Sơn đến đây cũng kết thúc rồi mọi người ạ. Tại vì cũng khá là dài rồi, với là trời cũng sắp mưa nữa. Thì Sơn mong mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ Sơn thật nhiều nha. Thì bây giờ có thể là Sơn chào và hẹn tất cả mọi người ở clip sau để Sơn làm những con sáo để cho mấy con diều này nó kéo nha mọi người. Thì bây giờ Sơn chào tất cả mọi người nha. Bye bye tất cả mọi người.